hành là cái bài, kế là cái bài thức thứ sáu là thuộc về kinh này. Để lấy tài liệu đó ra. Thức thứ sáu hả? Chuột non, đúng là chuột non. Chuột non thì trong cái sơ đồ phải biết cái sơ đồ nó là, trong cái sơ đồ nó là hai cái thức này, hai cái hình này. Quay cái camera vào đây cho nó thấy. Này, nó đang để gì còn không? Đây là cái hình thứ sáu. Hai cái hình này trên cái sơ, trên cái sơ đồ mà 45 cái hình là hai cái hình, là hình này, thấy không? Hai cái hình này mày để ý nè, nó có một tay ngửa tay úp, à, nguyên tắc nhất, thấy không? Cái bên kia cũng vậy, tay ngửa tay úp. Và để ý cái tay úp là cái mông nó cong hướng đó, à, để ý nó cái thức nó vậy đó. Mà cái kinh mạch cũng giống, mà kinh mạch là hai ngón úp, nó kịch ngược chiều nhau nè, thấy không? Nào, cái thức cái sáu của dịch kinh là hai thằng nó chạm nó đẩy ra, còn hai thằng nó cái thằng cái người mà tập việc nhu nó khôn lắm, nó không có gồng, nó giữ một đầu nó xoắn đầu thì ra nó tự gồng, còn mày giờ phải hai tay mày đè vô, còn như mày để cái ngón út mà này út mày ngón đứt ngửa mày cái xoắn ngược chiều hồ nó căng, nó chạy theo được kinh nó liền nhanh hay hơn vậy thôi, thấy không? Thành ra để ý động tác nó xoắn. Bây giờ tao tập cho coi cái nguyên tắc của nó. Con nó vô mày đứng đây, tao coi nó vô khung hình, mày đứng nó lên tao coi nó vô khung không, vô khung không, lát không mình quay nó có clip, nó không có là chết. Đó. Bỏ cái ghế người ta. Tôi có hai động tác tập, cái này là kinh kinh ruột non, kinh ruột non nó từ là từ cái ngón út. Ngón út thì cái kỹ thuật nghe thấy không? Nè, ngón, nếu mình để dày theo dịch cái kinh dày thì phải dùng sức một chút tí sức khỏe ra. Còn cái môn nhu thì nó lại nó làm mềm hơn nè, ngón này để nha, ngón này thấy không? Mày coi cái tập nó đứng vậy, nghe không? Giơ hai tay lên, à, bây giờ nó co vô, nè, một bên ngửa bên úp, bên úp, bên úp này được cái mông, à, một nó nhúa, rồi hai, đó là vậy thôi, thức thức ngộ của nó. Làm lại nè, thu vô, thấy không? Duỗi ra một tay úp đi ngửa, mà tay duỗi á, tay này nó đè xuống, tức là cái này nè, hai nó gịch vậy nè, đó nó gịch giống vậy, thấy không? Tức là nó gịch mà nó hai thằng nằm trên một phẳng, cái ngón úp á, ngón úp này nè, ngón úp kia mình đè ngón này xuống, ngón úp này mình gịch lên, mình xoắn theo cổ tay, giữ mặt phẳng vậy đó. Một cái úp á thì mình đưa cái mông, thấy không? Rồi thả được. Đổi bên, mỗi bên hai là một, một, trái rồi, hai, phải dịch cái đó, ba là dịch, dịch theo cái đường kinh của ruột non, xong, rồi bắt đầu nha, cái tay trên thì đưa lên, tay dưới chui xuống, nếu không đưa lên vậy, đưa, xéo lên, đổi bên nè, đưa này đưa ra, cái này thì ngửa lên, cái tay này úp xuống. Bên này là xô ngón út, này xô đè ngón út bên này, này út, mà cái ngón út thì đưa cái mông là một, đó. Rồi đổi lên, này cái này út, cái này ngửa, hai, rồi thường thường một lần nó tập 6 lần nữa, những đứa múa, và 4, 3 lần được. 6 lần, thường thường nữ nó múa 6 lần. Mày tại vì mày tập hồi nó mới dẻo, còn mới đầu nó còn cứ cứng. Nghe không nè. Nó qua mày đưa, mày đưa cái mông ra đó, ẻo. 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 Đó, ẻo. Đưa cái mông ra, cái tay dưới nó đưa cái mông bên này, nè nó tỉnh vậy nè, con gái á. Tỉnh nghe. Còn mình mới tập chững chạc, tập đàng hoàng như vậy. Thấy không? Đó là thức 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 số 2, còn thức số 1 là để vậy. 1 1 một bên cái. 2 không có, rồi dần dần làm dẻo đi. Nhẻo nẻo chứ không có gồng nữa. Xoắn cái tay mềm như tơ. Đó, xoắn ẻo cái mông quá. Đó, thức 1 tôi múa cho trúng. 2
Rồi thức thứ hai là từ đây nó đưa xéo lên. Một, cứ từ từ cuốn lẹo nè, hai, thấy không? Ngữ nó múa mà. Hai, còn người mình ở cái mông thì đàn ông mình có mông ít lắm, tao là tao dẻo, nhiều thằng nó đưa qua giày cũng chết mẹ rồi, còn dẻo nó như vậy luôn, vậy vậy luôn. Còn cái thức này vậy, một hai, một hai, còn này một hai, một hai, xong thả xuống đó, thức sáu vậy. Đó là nó ẻo mông mà hai cái tay sống ngược, cái này là kinh ruột non, nó đi từ đây nó chặn lên nè, xuyên qua đây chuyển qua bên kia, hai thằng nó kịch lẫn nhau, nó tăng khí mỗi bên, một thằng đè một thằng tăng khí, một kinh bên phải, ví dụ đang đứng này, nó đè là nó tăng cái khí ruột non bên phải, còn đè này xoắn qua này, một bên tức là một bên chịu, một bên bị động, một bên tác động, kịch thì cái kinh này nó mạnh lên, ruột non bên này, ruột non bên này, cái này ruột non bên này, ruột non bên này, xong rồi thả xuống. Đó là thức thứ sáu. Tập làm sao thấy nó căng. Nè, mày đèn cái này xuống. Kia mày thịt lên, đỏ, thấy không? Chạy theo. Xoắn, cái này mình lật ngược như vậy. Mày đè lật ngược đó, cái kia thì hất ngược lên. Đó, thấy không? Nó chạy không? Cái kinh chạy đây. Theo đúng vô cái kinh số 6. Đây, kinh 6. Phải thấy cái hiểu cái, nó cũng giống thằng kia nhưng mà nó dùng múa này, thấy không? Khi mình làm vậy nè, nó qua đây, nó qua cái này. Hai thằng nó nối, hai thằng như một thằng làm thằng cương thằng nhu, cương nhu, một bên cương bên nhu, bên kia là giữ một bên, giữ bên này lại này, mày điểu này rồi bên kia mày xoắn ngược lại, mày xoắn, mày, cái này mày xoắn ngược xuống đây, đè đè ở đây xoắn đâu, đè mạnh xuống, cái tay mình lật xuống, rồi bên kia mình lật ngược lại, chuyển cái lực này qua cái đầu bên kia. Đó, đó mạnh xuống, thấy không? Nó chạy qua đây đúng theo cái màu xanh đó đó, đó nè, giống như sắc chịu mạnh lắm, mà cái ngón hai ngón út nó sắc mạnh lắm, ngầm bên trong. Rồi bên này cũng vậy nè, đó, đó. Chạy nó mượn cái lực chân nữa để nó gịch, giống như nó, giống như bây giờ mà hai cái này mày đâu có điểm tựa, tựa chân để đẩy chứ giờ mày để chân không sao sáng, thì nó lấy cái chân đưa vô vậy, nè để đó, nếu đàn ông nó tập mạnh vậy đó, đó. Còn cái này nè, một hai, còn lúc nữ nó không lập vậy, nó ẹo không, nó làm dẻo, nó dùng cái dẻo để nó dùng cái xoắn làm cứng nè, xoắn nhiều, xoắn nhiều, xoắn nhiều, xoắn nhiều, cứng ngắt, xoắn như này, theo gần lật ngược nó về luôn là nó cứng lắm rồi đó. Bên này cũng vậy nè, lật gần ngược luôn nè, thấy không? Nó gần ngược hai cái ngược chiều nó luôn, từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi, ờ theo nó xoắn cứng lắm, với nữ mà nó dẻo lắm, còn mày mày theo nữ là chết, nữ nó mềm, nó xoắn nhiều cứng ngắt, còn không nó đau, cái khí nó chối vậy. Còn cái này nè, thấy không? Xô nè, nè số chết, này số chết, số chết hai đầu, chết hai đầu, nó xoắn theo cái hai cái tay nó xoắn vô cái cột sống, cái ý nó vậy thì nó chạy được cái kinh đó. Để thành nó thường thường nó múa 6 lần còn 2 lần của vậy, đứng lên về cái này giơ tay lên, ta lập tập chuẩn cho coi đứng vậy ha, giơ hai tay lên đó, co vô nè, bắt đầu nó trắng từ trong xuống này nè, đó là đưa ra trắng nè, thấy chưa, đưa cái mông từ từ ra, một rồi thu lại, chuyển đổi bên kia, à ta làm mỗi bên hai lần cho coi, co vô duỗi ra hết, có vô cái tay vô nó duỗi, hai đó, mỗi bên bốn cái, xong nè từ dưới chua lên, cái này lật ra ngoài, cái này chĩa ra phía trước, đưa cái mỏng xoắn đè dưới nâng trên, một chua lại đổ xuống,
này, lật bằng tay lên, rửa lên mặt trời thấy cái đè à. Đó, xong đưa lên cứ vậy làm ở bên hai cái đó. À. Đó. Xong đưa tay lên đó về xuống đây hết bài đó là thức thứ sáu. Do đó là đạo dẫn thức xấu để thay đổi khí đi trong kinh ruột non. Rồi xong. Thì mua chút cho nó thuộc đi. Cái nào đạo, đạo dẫn tức là bài thông 12 kinh mạch theo phụ nữ múa nhu của môn phái nhu. Còn dịch cân kinh là thông 12 kinh theo phái Phật giáo. Còn này thông 12 kinh theo đạo giáo. Đạo giáo là nó múa. Người vào đạo giáo là nó muốn cái thân, nó lo cái thân xác, nó chuyên về thân xác phải đẹp đẽ. Còn cái bên kia nó cương lắm, đạt mong mục đích. Còn này nhẹ giọt, không có sức thì dùng cái xoắn, xoắn xiết để tăng khí. Còn bên kia nó gồng, còn bên này là xoắn mà hồi nó thiệt, nó tự căng lên. Giống như cái khăn mặt mình xoắn hồi, cái khăn mặt nó cứng như đá. Bản thân khăn mặt nó mềm, nhưng mà khi mình xoắn lại nó cứng như cái loài tỏi. Bởi vì mấy cái dây cáp của mấy cái cầu thang mà vượt sông nó dùng cáp không? Cáp là những cái sợi dây, dây nhỏ nhỏ mà nó xoắn, xoắn lại nhau thì nó cứng. Còn để từng sợi dây chia ra để đứt liền. Nhưng mà hai sợi dây mà xoắn tròn lại nhau thì nó mạnh gấp 3 lần. Hai sợi dây xong, ba sợi dây song song. Ba sợi dây mà xoắn tròn cuốn lẫn nhau mạnh gấp 3 lần một sợi, ba sợi dây song song. Thế ra nó tạo được cái lực khí xoắn đi theo chiều dọc, mà khí xoắn mình đưa cái khí xoắn nó chạy theo đường kinh. Thì đường kinh ruột non là nó đi qua mấy cái huyệt. Nó qua thiếu trạch, tiền cốc, hậu khê, uyển cốt, dương cốc, dương lão, chi chính, tiểu hải. Trong kiên trinh, nhu du, thiền tông, bỉnh phong, khúc viên, rồi kiên ngoại du, kiên trung du, xong tới thiên song, thiên dung, xong tới quyền liêu, đến tới thính cung. Nó 19 huyệt của tiểu trường. Nó là cái cách tập nó là. Rồi cái chân thì nó lấy khí từ thượng hạ cự hư nó đi lên. Nó chỗ chỗ cái ống quyển nó thượng thẳng cự hư nó đi lên, xoắn lên tới trên, nó dựa cái lực chỗ thượng cự hư nó đi lên để tạo cái đường nội khí đi bên trong. Nó đi qua cái ruột non, xong nó lên cái khuyết bồn, nó nối lên thiên song, thiên dung. Nối là cái đường nội khí bên trong, khi vận hành khí tiểu của tỉnh khí công thì nó theo cái đường bên trong từ thượng cự hư nó đi lên.